Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và cả tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng người phương tiện đi lại qua các tuyến quốc lộ tỉnh lộ và trên địa bàn các huyện thị xã thành phố sẽ tăng cao hơn so với những ngày thường. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát với mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chúng tôi đã tăng cường cán bộ chiến sĩ và đã ra quân và xử lý các trường hợp vi phạm và là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Cũng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, trong những ngày cuối tuần, lượng người về quê nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 tham gia giao thông tăng. Do đó, tình trạng người dân sẽ vi phạm luật giao thông đường bộ cao, nhất là hiện tượng người dân tụ tập uống rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Vì vậy, nhận thức việc uống rượu bia thì không tham gia giao thông là trách nhiệm của mỗi bản thân với xã hội sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Cái ngày lễ thì chúng tôi cũng đi xa thì cũng rất là để ý về việc chấp hành luật lệ giao thông. Thứ nhất là đảm bảo cho bản thân mình, thứ hai là đảm bảo cho mọi người. Chúng tôi tập trung vào xử lý cái nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tai nạn giao thông, như là đi không đúng phần đường là đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, rồi điều khiển xe chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác và pháp luật cấm khi tham gia giao thông. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, lực lượng công an đã tập trung tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ, vượt quá nồng độ cồn cho phép, chở quá số người quy định không đội mũ bảo hiểm, chủ động đề ra các giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe trái phép, kịp thời xử lý các vụ tai nạn giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt trong các ngày lễ.